Người Mỹ rất thực dụng lắm. Sản phẩm ta dùng chất lượng, ha, giá, hết. Vô VNA là biết, rồi làm bạn, rồi bàn, rồi phải bán. Ok, bán là cuối cùng luôn. Dạ, bán là cuối cùng. Bán liền luôn. Đúng rồi, chính xác chúng ta đau lắm khi mà một số sản phẩm mình nói thật là phở mà made in Thái Lan. Anh nghĩ thế nào về tinh thần đoàn kết của doanh nhân Việt Nam? Tinh thần đoàn kết hay cái này thì cái này là thấy